101 câu chuyện. Xin chào các bạn nha, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lễ cưới của người Ấn Độ thì cô dâu và chú rể sẽ mặc đồ gì ha. Và chị sẽ giới thiệu sơ, đây là Vrinda, em của cô dâu. Còn cô dâu thì là Simrin và chú rể tên là Ravi nha. Đó, cả cô dâu và em cô dâu đều vẽ nè. Đó, cái này là gọi là cái gì đó các bạn. Nói chung là Ấn Độ người ta rất là thích vẽ và đeo vàng ở trên tay nè. Và bây giờ thì mình sẽ mặc áo lót bên trong của cô dâu nha. Đó, áo cái loại này là rất tốt nha các bạn. Rồi đây là chân váy. Và đây ha, chúng ta sẽ mặc vô cho cô dâu. Đó, chiếc đầm vàng nâu nha. Sau đó thì chúng ta còn được mang giày cho cô dâu nữa nè. Wow, trời ơi. Đây đó. Đây là đôi giày ha, cũng có hoa văn luôn nè. Người Ấn Độ người ta rất là thích hoa văn nha. Ok. Yeah, coi chừng cái chân nó không có vừa. Rất đẹp. Và đồ cô dâu rất là phức tạp nha các bạn. Đây là cái sari nè, nó được thêu ha, quấn tròn. Rồi còn hả, đeo cái vòng cổ này nữa nè. Vòng cổ thì sẽ là bằng vàng nha ha. Đây, chị sẽ mặc vô. Nó sẽ lệch vai như thế này nha các bạn. Hồi nãy là đồ lót đây ha. Rồi bây giờ nè, đó. Sau đó đó, còn đeo thêm cái vàng vô. Wow, chưa hết đâu. Người Ấn Độ ngày cưới là còn phải đeo cái khăn tròn đầu nè. Rồi có một cái vòng hoa, nó giống như là vòng hoa may mắn vậy đó. Hoa này là hoa tươi nha các bạn. Đây, chị sẽ mặc vô. Đây, các bạn ngắm kỹ nè ha, nó sẽ có bằng vàng thật hết luôn đó nha. Vải sari mỏng mỏng bay bay á, rất là đẹp. Wow, nhìn xinh ha. Sau đó, hồi nãy là cái cổ đeo vàng rồi đúng không? Bây giờ đeo cái này nữa. Vẫn chưa hết nha, chúng ta còn sẽ có là cái này đó, là cái vòng tay và một cái túi lụa giống như là túi thơm vậy đó. Đây, đeo vòng tay nữa nha. Quá trời vàng luôn á. Ở Ấn Độ là xài vàng rất là nhiều ha. Và đây cái túi. Ok, và chúng ta sẽ cùng ngắm cô dâu nha, rất là rực rỡ ha. Tiếp theo thì là em của cô dâu nha. Đây cũng là áo lót ở bên trong nè, nó màu hồng và màu tím. Đây, váy màu tím nha, nhưng mà áo là màu hồng. Đều là rất tốt hở bụng hết. Và cô ta sẽ mặc một cái sari màu xanh, cũng như là dây chuyền luôn. Trời ơi, mặc không thua gì cô dâu luôn nha. Sari màu xanh. Đó, đeo dây chuyền vô. Nhìn lạ ha. Rồi cô ta sẽ mang cái vòng tay và đôi giày nha. Chỉ có khác cô dâu là không có đội cái khăn đội đầu, với lại không có đeo cái vòng hoa thôi các bạn. Mấy cái nhỏ nhỏ vậy nó khó tháo quá ta. Này, chị sẽ đeo vàng rồi vô trước nha. Đôi giày màu hồng luôn. Bên đây một chiếc nữa nè ha. Cái sticker này á thì nó vẽ theo cái phong cách lạ lạ. Tiếp theo sẽ là cô chú rể các bạn. Chú rể thì bên trong có mặc cái quần dài nè, chứ không mặc quần tiêu luôn. Đây nè, cái áo khoác nha. Cái áo khoác. Cái sticker này á là nó tháo ra thì dính các bạn. Mặc quần nha, mặc quần. Là chị sợ nó hay bị không trúng, nhưng mà trời ơi trúng y luôn. Rồi cái áo nè. Ok, quá xinh luôn. Và giống như là cô dâu nha, nhưng mà chú rể sẽ không phải là cũng đội khăn, nhưng cái khăn nó sẽ quấn lên như thế này. Và cũng có vòng hoa để cho mọi người biết đây là chú rể. Đó, nhìn nó rất là dễ thương. Đếm đi vòng hoa vô. Ok, và đôi giày của chú rể thì cũng sẽ là có cái màu đỏ cho nó may mắn luôn nha. Ngoài ra chú rể còn sẽ cầm một cái bát kẹo. Nhưng dư quá ha. Ngày đám cưới thì sẽ tặng cô dâu một bát kẹo luôn như thế này. Rồi mang giày vô. Đó, như vậy là chúng ta đã biết được là đám cưới Ấn Độ sẽ mặc đồ như thế nào nha. Ai hỏi thì mình sẽ dễ dàng trả lời đúng không? Đó, cái này nó vẽ không nền đậm quá, cho nên nó không có nổi bật tích cơ lên. Nhưng mà nhìn kỹ như thế này thì cũng khá là thú vị đúng không? Tiếp theo thì sẽ là một cô nàng Hàn Quốc nha. Và đây, đó là đồ của cô gái Hàn Quốc này. Là phần đồ màu xanh ở trên đây nha. Và cô này có tên là Su Min. Đây là cái áo mặc ở bên trong nè. Áo kiểu dạng áo lót luôn đó các bạn. Đó, mấy cái đồ truyền thống này là hay mặc lót ở bên trong lắm. Này, rồi tiếp đến thì sẽ là
đôi giày, là đôi vớ các bạn, đôi tất á, theo bông hoa. Bên Hàn Quốc là cũng khá lạnh nha. Ok, và tiếp đến thì người ta mới mặc cái áo lụa dài này vô nè, đó, cái váy. Cái bộ sticker kia cắt đi cái vèo cái còn bộ này nó bị dính quá trời luôn. Váy màu hồng ha. Đây. Mặc vô từ từ cho các bạn hiểu người Hàn Quốc mặc đồ như thế nào nha. Đó. Sau đó thì mới tới là cái áo bên ngoài nè. Mặc tới mấy lớp luôn. Đây ha, sọc vàng rất là nổi bật nha. Ok. Và mặc vô là mất tiêu cái áo trắng lót hồi nãy luôn. Chưa hết đâu nha. Và nó sẽ có đính thêm một cái tutu này nè. Đó, một cái tutu để đính lên trên cái áo này. Ok. Rất là nhiều. À xí lộn nha. Mình không có đính ở đó đâu nha các bạn, mà thường người ta sẽ đính ở bên hông như thế này. Và lớp này vẫn là lớp áo lót. Sau đó là mặc thêm cái áo tràng ở bên ngoài nữa nha. Đây, đó. Như vậy này đó là mới xong được cái bộ hanbok đó các bạn. Quá trời luôn. Và ở đó là chỉ là phần áo quần thôi. Còn phải làm tóc nữa nha. Đó, đồ truyền thống của Hàn Quốc nè, thấy chưa. Đó, làm tóc nè, đeo nè. Đây. Rồi, có ai muốn qua Hàn Quốc để mặc đồ truyền thống không nè? Cùng xem ha. Rất là ngộ nghĩnh luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một vũ công Campuchia. Cô ta đang múa nè. Thì phần màu vàng này sẽ là phần đồ của cô ta. Thì đây nha, người vũ công của Campuchia sẽ mặc một cái áo thun ba lỗ nè, áo lót đó các bạn. Như thế này. Rồi sẽ mặc thêm một cái chân váy gọi là son con nha. Chân váy với cái phần đai bụng này ha, cũng có vàng rồi. Rất là đẹp. Này, chân váy son con. Ok. Và cái chân thì sẽ được đeo vàng các bạn. Trời ơi, Campuchia với Ấn Độ là với Thái Lan rồi ha. Và rất là thích đeo vàng nha. Đây là vàng ở chân đó các bạn. Mà đeo vàng mà dày nhiều vậy luôn nè, rất là nặng nha. Và hồi nãy là cái áo lát lót thôi, cho nên là sẽ có khăn tràng tay. Và cái vòng cổ nè. Đó, giống Ấn Độ giờ cũng có vòng cổ ha. Nè, cũng mặc lệch vai, thấy không. Đó, nhưng mà nó đơn giản hơn của Ấn Độ các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đeo vòng cổ vô. Và cô vũ công ở đây thì sẽ đội một cái mũ bằng vàng mà nó rất là to nha. Đây, như thế này nè. Đó, và múa rất là đẹp luôn. Và trên cái vương miện thì sẽ còn được trang trí thêm những cái hoa vải rồi nè các bạn. Rồi, nó sẽ có cái tua rua nè, cái này là cái dạng tua rua nè. Chưa hết đâu, và trên tua rua thì sẽ còn đính vàng nữa. Đó, mỗi một bộ đồ của một dân tộc là nó rất là kiểu như là nó phức tạp đó các bạn nha. Nhưng mà chỉ cần xem bộ sticker này của chị là các bạn sẽ biết được hết. Đây, ok. Và nãy là vòng chân thì cũng đeo, thì các bạn thấy rồi đó, chân mà còn đeo nữa thì huống gì là tay, đúng không? Đây, tay chân gì thì đeo vàng nhiều lắm luôn. Đó, như thế này. Và cô ta sẽ đi chân không nha các bạn. Đó, mặc bộ đồ vô, đeo vàng, đội mũ vàng, múa ha, hoành tráng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ba người dân Nigeria mới đi lễ về. Thì đây là người da đen nha, tóc xoăn nha. Đây là Eben, đây là Seth, đây là Obi. Và đây sẽ là trang phục của người dân Nigeria. Và đây là đồ của người nam này nha. Đó, người ta kêu đây là áo sơ mi. Đó, cái người này là sống ở làng quê Nigeria. Cái sticker này nó cứ hay cắt bị nó chừa chừa lại đó các bạn. Tại vì người ta cắt cái vẹt luôn cho nó dễ. Rất là đẹp ha. Nhưng mình chị rất thích bộ này luôn. Bởi vì sao? Nó cho chúng ta biết là mỗi một đất nước ở trên thế giới đều có một cách mặc đồ rất riêng. Rồi, mặc áo và đội mũ nha. Áo thì rất là dài, các bạn thấy không? Đó, người dân ở làng quê Nigeria, người da đen ha. Áo và đội cái mũ nè, nhìn rõ ha. Tiếp theo thì sẽ là cô gái Nigeria. Mặc cái áo màu xanh ha. Người ta mặc rất là dài và kín. Như thế này. Đây, có khăn tràng rồi luôn nha. Ok. Và tất cả đều có đội mũ nha. Bởi vì những nước này á là nó rất là nóng các bạn. Đó, nó rất là nóng, khí hậu nó nóng dữ lắm. Cho nên là mình phải mặc đồ dài để tránh nắng nóng đó. Trời, tóc nè, nó xoăn lên hết trơn. Ok. Và đây là một cô gái giàu nha. Có dây chuyền vàng luôn nè. Vì ở đây đa phần người ta nghèo lắm các bạn. Có dây chuyền như này là giàu rồi đó. Tiếp theo thì tới là cái cô gái còn lại nha. Đó, có hai cách mặc đồ.
đó, cách mặc đồ hồi nãy. Và bây giờ là thêm một cái cách mặc đồ nữa nè, là sẽ mặc cái váy rời ra đó, mặc cái áo ở phía trên như thế này và đổi cái mũ. Trời ơi, bà cô này á hả, cũng giàu lắm nha. Đó, đây thấy không, cũng có dây chuyền luôn các bạn, người ta thích đeo vàng. Ok, còn dây chuyền này hả còn dài hơn nữa nha. Và hai cô gái thì sẽ có là hai cái túi, đếm là cái túi à, túi đựng tiền á, ví tiền á này. Cô này mặc áo đỏ thì ví ấy, áo xanh thì ví đỏ, cô này áo vàng ví vàng nha. Đây, các bạn cùng ngắm lại người dân làng quê của Nigeria, người da đen nè, nó rất là xinh đẹp chứ bộ ha. Đó là anh trai nha, em gái nha, còn đây là anh trai nè. Tiếp theo sẽ là những vũ công của những vũ công flamenco của Tây Ban Nha nha. Thì chàng vũ công thì đã mặc đồ rồi, còn hai cô Việt công vũ công nữ thì chưa có đồ đó, là chuyên chúng ta sẽ mặc đồ cho hai cô này. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ mang giày trước nha. Cô này tên là Anna nha. Cô ta sẽ mặc một chiếc áo đen nè và một cái chân váy màu đỏ. Đây, có đeo dây cổ rồi nha các bạn. Thấy không, dây cổ màu đen luôn. Ok, váy rất dài. Và cô này á là còn có cái khăn choàng nữa các bạn. Đó, khăn choàng tu ru nè ha, thêu rất là đẹp. Và có đính hoa ở trên tóc luôn. Xé cái nó rách luôn. Đây nha, chàng chắc chàng ngay cổ quá các bạn nè. Mình sẽ canh cái tay ha. Ok, và đây là hoa cài trên tóc. Và cô này sẽ múa bằng cái phất này nha. Cái phách này rõ là cái tiếng tiếng nhạc đó các bạn. Lắc 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 kêu ha. Còn chàng vũ công thì sẽ là người đánh đàn đó, vũ điệu flamenco, một vũ điệu rất là nổi tiếng. Chết rồi, nổi tiếng quá mà bây giờ xé nó bị rớt rồi, không có lấy kéo cắt được nha, cho mặc đồ rách luôn. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ quên cái vụ mà cắt mà nó bị lỗi đi nha. Chúng ta sẽ mặc đồ cho cô vũ công còn lại đó. Các bạn nghĩ sao về chơi tích cơ mà tháo mình cứ bị lắc như thế này đúng không? Thật là cảm thấy cũng vui. Có điều là nếu như ai mà không có kiên nhẫn thì sẽ rất là bực nha. Nó hay nha, chị thấy nó hay. Chị có cái là cắt nó hơi bị không dính. Cắt dao bữa đó cái lưỡi kéo nó hơi bị lục á. Thông cảm đi nha, thông cảm cho nhà sản xuất đi. Ôi da. Rồi, đính cái tóc lên. Như vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã mặc đồ xong cho những vũ công người Tây Ban Nha với vũ điệu flamenco. Rất là đẹp ha. Và như vậy nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu được ha, tức là đồ của vũ công flamenco người Tây Ban Nha, sau đó là đến là đồ của những người ở làng quê Nigeria, người da đen da màu đó các bạn, và người Hàn Quốc, người Campuchia, đặc biệt là đám cưới ở Ấn Độ. Các bạn thấy bộ nào đẹp nhất nè? Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thì nhớ comment ở phía dưới nha. Còn video của chị đến đây là kết thúc rồi đó. Chúc các bạn vui khi xem video và đừng quên cho chị một like và đăng ký thành viên kênh Một Ngày Đã Một Câu Chuyện để chúng ta tiếp tục theo dõi những video tiếp theo ha. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn rất nhiều.